á, mà cực kỳ thơm cái mùi đó, mọi người thấy không, nó tràn ra ngoài luôn. Đây nó nhiều đây, mọi người có thể xem trên trên da Phương Anh ha, test cho mọi người xem cái nè mọi người nhìn nhá. Mọi người thường thấy là kem kem dưỡng da mặt nó sẽ căng bóng da đúng không, bây giờ là sẽ là kem body đó. Mọi người thấy da của Phương Anh là bắt đầu căng bóng lên chưa, thoa tới đâu là căng bóng tới đó, mọi người thấy không, mọi người thấy nè, thoa chỉ cần thoa nhẹ thôi đó, mọi người thấy rõ này nè, da của Phương Anh nè, mọi người thấy rõ ha, đó thoa nhẹ thôi là đã thẩm thấu hết vào da rồi và nó bóng lên như thế này. Và mọi người xem cái tay của Phương Anh nè, nó có nước nè, mọi người thấy không, đó nó ẩm như thế này. Và cái kích cỡ kem của nó, mọi người biết là cái kích cỡ kem của nó rất là nhỏ nên nó sẽ thẩm thấu vào da rất là nhanh và trắng cực kỳ nhanh luôn đó, mọi người thấy không, Phương Anh chỉ cần thoa một chút xíu thôi đó, da của Phương Anh nó căng bóng như thế này đó, mọi người nhìn nè, da căng bóng như thế này thì sao mới có cái tên gọi là mềm thượng hạng. Cực kỳ thích cái mùi nha, cái mọi người đã thích cái mùi của mềm truyền thống 180.000 rồi thì mọi người mua cái mềm thượng hạng này, nó sẽ là một cái mùi thư giãn cực kỳ thoải mái luôn. Các bạn thoa lên là da của các bạn căng bóng, căng đến nỗi mà nó căng mà nó trắng hơn cái da mặt của Phương Anh luôn. Một cái loại kem mà nó thẩm thấu cực kỳ nhanh và cái kích thước kem của nó cực kỳ nhỏ thì nó sẽ thẩm thấu vào da cực kỳ nhanh hơn những loại kem khác rất là nhiều. Đó là lý do mà mềm thượng hạng bữa giờ ra là cháy hàng liên tục, mọi người nhìn nhé. Phương Anh chỉ cần thoa chút xíu là nó đã thẩm thấu hết vào da của Phương Anh rồi. Thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Đó, mới chút xíu thôi. Và đó, mọi người nhìn nè, tay của Phương Anh nè, nó ẩm hết luôn nó. Mọi người có thấy một cái loại kem nào ok như vậy, Phương Anh sẽ thoa thêm một chút xíu nữa. Mọi người chỉ cần thoa một chút xíu thôi là nó đã sáng cái da của mọi người lên rồi. Đó mọi người nè, nhìn nhé. Đó, nó căng và nó bóng như vậy. Da body của các bạn mà nó trắng mà nó bóng như vậy là nhìn rất rất là đẹp luôn.